Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật và mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe gầm cao 5 chỗ và cái giá tiền vô cùng hợp lý trong khoảng 500 triệu hơn một chút. Với chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn, đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5, đăng ký tên tư nhân biển thành phố, sản xuất năm 2016, lăn bánh với quãng đường 66.000 km, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, trang bị đầy đủ những cái tính năng công nghệ như là hệ thống đề lổ start top, màn hình DVD cam lùi, hai ghế điện, phanh điện tử, cửa sổ trời cũng như điều hòa auto, đèn bi, loa Bose và rất nhiều tính năng an toàn của chiếc xe. Để trải nghiệm đầy đủ, em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng Việt Nguyên Auto, số 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé. Một dàn nốp của chiếc xe đây, với date lốp là 2020, là nghĩa là nốp này đã được thay một lần rồi. Đây là những đường nét tổng quan về sơn si, cánh cửa, đấy, những đường nét sơ qua. Về ngoại thất thì em sẽ quay rõ đầy đủ chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá. Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, ta cùng trao đổi về cái mức giá làm sao nó phù hợp. Với năm sản xuất 2016 thì em vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Về thời gian vay cũng như là lãi suất chi tiết, hãy liên hệ để kết bạn Zalo để em có thể gửi bảng kê cụ thể và tư vấn hỗ trợ cho anh chị và các bạn về quá trình mua trả góp. Những đường nét tổng quát sơ qua về những phần gioăng cao su, hệ thống bậc cốp và hệ thống những cái phần như là thảm cao su này, vách ngăn, các chi tiết này nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Với những chiếc xe cũ bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục: xe không bị đâm va, không bị thủy kích, máy móc hộp số keo chỉ còn nguyên zin. Anh chị và các bạn có thể mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể mình check, kiểm tra, đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này. Em luôn thông tin minh bạch về chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng, dễ quyết định khi mà mình chọn lựa cửa hàng đến xem xe. Còn thông tin thông số của chiếc xe thì em cũng đã có cập nhật qua trên web otosehoi.com. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để tham khảo những cái mẫu xe anh chị và các bạn đang cần tìm, cũng như là giá bán em cập nhật thường xuyên tại web, giúp các bác có thể nắm bắt thông tin giá cả thị trường trong tháng, hàng tuần, hàng ngày. Đây là những đường nét về hệ thống ghế ngồi, với chất lượng ghế da màu đen đục lỗ thông hơi, nó chỉ có mờ nhạt theo năm tháng thôi, chứ còn chất lượng ghế ngồi phía sau gần như là giữ được độ nguyên bản cao nhất. Sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là cửa gió điều hòa, bệ tì tay, cửa sổ trời hàng ghế thứ hai. Với phần cánh lái của chiếc xe thì nó mang lại cho anh chị và các bạn các tiện nghi như là hệ thống phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương, hệ thống giải trí loa Bose. Với những cái phần cột kèo hay hệ thống ốc bản lề, ghế thì có trang bị hệ thống ghế chỉnh điện và có nhiều ghế hai vị trí. Những phần mà ghế chi tiết của chiếc xe đây các bác có thể thấy này, gioăng cao su này, rồi những cái phần chi tiết như hệ thống phím bấm chức năng, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng này, màn hình giải trí. Đấy, những cái tiện nghi, option của chiếc xe em quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn. Đây là những cái phần như là hệ thống điều hòa tự động này, rồi là phanh tay điện tử, auto hold thì chiếc xe này chưa được trang bị. Có trang bị các chế độ lái cho anh chị và các bạn. Và tiến tới để mình có thể đánh giá tổng quát nhất về chiếc xe Mazda CX-5 2.5 biển thành phố này thì mình hãy quan sát qua về những phần nắp capo cũng như là hệ thống ốc thanh răng, ốc mặt máy, ốc chân máy. Máy móc của chiếc xe này thì nó chạy vẫn còn rất là ổn định và êm. Đấy, các bác có thể thấy qua tiếng máy này, rồi là những cái chi tiết ốc arc này, thanh răng, rồi những phần ốc đầu ống két nước. Chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 Premium đăng ký biển thành phố, sản xuất năm 2016, lăn bánh với quãng đường 66.000 km, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng, hiện được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 525 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe.
Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.